Con giòn này thì là bản thân của nó đã là cái loài động vật nuôi hoa, đã là cái loài động vật hoang dã bên ngoài tự nhiên rồi, nên là cái sức đề kháng của nó còn tốt, thậm chí tốt hơn cả những cái con trâu con bò. Dạ. Và cái ưu điểm lớn nhất ấy là nó sẽ không có cái dịch bệnh tràn lan như trâu bò, mà bản thân của nó chỉ bị bệnh cục bộ thôi. Nên chính vì như thế là mình rất là dễ xử lý, bởi vì nó không có nguồn lây lan, nên là gần như cái rủi ro để nuôi con giòn này nó rất là thấp. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Trong những năm qua thì ngành chăn nuôi động vật hoang dã đang được các chuyên gia đánh giá là một ngành mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là lớn cho người chăn nuôi. Bởi ngành chăn nuôi động vật thông thường thì giá cả bấp bênh và dịch bệnh rất là nhiều, và khi mà xuất bán thì cái hiệu quả kinh tế bà con mang lại nó cũng không được cao. Chính vì thế nên là những cái mô hình chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã thì ngày càng phát triển. Và hôm nay thì tôi đang đứng tại một trang trại chăn nuôi con giòn rất là lớn tại tỉnh Đồng Nai. Và bên cạnh tôi đây là anh Tính. Anh Tính hiện đang làm chủ doanh nghiệp chăn nuôi động vật hoang dã trên khắp cả nước với những cái mô hình chăn nuôi động vật hoang dã rất là phát triển. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Xin chào tất cả bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tính. Và hiện nay thì là tôi đang là chủ doanh nghiệp chăn nuôi và thuần hóa tất cả những loài động vật nuôi hoang dã. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là bà con được biết là cái lý do vì sao mà anh lại lựa chọn chăn nuôi con giòn này để phát triển kinh tế cho doanh nghiệp mình không ạ? Để chia sẻ là tại sao mà bản thân của doanh nghiệp anh quyết định là chọn nuôi con giòn này thì là nó cũng là lý do riêng của anh thôi. Dạ. Đấy, và kể một cái câu chuyện nó rất là vui nhưng mà nó là thực tế của bản thân hiện trạng của anh ngày xưa. Dạ. Đấy là bản thân của anh ngày xưa ấy thì tuy là mình không uống rượu chè gì cả, thế nhưng mà mình vẫn bị đau dạ dày. Vâng. Đấy, và mình cũng có đi điều trị rất là nhiều những loại thuốc nhưng mà gần như là nó không thể khỏi hẳn được, mà nó chỉ đỡ được một thời gian thôi. Cái lúc nào mình ngưng sử dụng thuốc nam ấy thì là mình lại bị tái đau lại. Nên là cũng có một vài lần đi chơi ấy thì là cũng được một số người là người ta mách cho mình là cái dạ dày của cái con giòn này ấy, này thì là nó có thể điều trị được cái bệnh dạ dày rất là tốt. Đấy, lúc đầu thì mình cũng không tin đâu, nhưng mà sau rồi thì là mình bị đau quá nên là mình mới quyết định là thôi mua đấy thử đấy một vài con để thử xem là nó có hiệu quả không. Đấy thì ngay từ lần đầu sử dụng thì là cái tình trạng bị đau dạ dày của anh thì là nó cũng đã giảm được rõ rệt rồi. Và sau khi mà thịt vài con ra ấy, thì là anh sử dụng được hết những cái dạ dày đấy của nó ấy, thì gần như là cái bệnh dạ dày của anh nó cũng khỏi được tương đối, gần nó không thể dứt điểm được nhưng mà nó cũng gần như là điều trị được khỏi rồi. Bởi vì là bây giờ đến bản thân hiện trạng của anh ấy cũng rất là lâu rồi anh không sử dụng, nhưng mà cũng không còn bị đau không bị tái đau lại như ngày xưa nữa. Dạ. Và chính vì là nó như vậy nên là anh mới bản thân của anh và doanh nghiệp đã quyết định là nghiên cứu sâu về cái con này. Bởi vì là nó ngoài cái thức ăn, ngoài cái thịt của nó có rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng ra thì là nó có thể chữa bệnh được, thì là mình mới quyết định là mình nghiên cứu. Và mình sau cái thời gian thử nghiệm ấy thì là doanh nghiệp quyết định là đi sâu vào để chăn nuôi cái con giòn này. Bởi vì ngoài cái hàm lượng thịt rất là thơm ngon của con giòn này ra ấy, thì là nó cũng có rất là nhiều những cái công dụng nữa. Cái thứ nhất là nó có thể, cái thịt của con giòn này nó có thể là làm giảm cái lượng cholesterol trong máu. Và cái vấn đề thứ hai nữa ấy là thịt của con giòn này ấy, giúp cho bản thân của mình có thể là phòng tránh được những cái bệnh đột quỵ. Dạ. Và cái bệnh đột quỵ thì là hiện nay cái giới trẻ bây giờ đang gặp phải rất là nhiều. Nên chính vì như vậy là hiện như ngày xưa ấy, là bản thân của mình chăn nuôi con này ấy, thì mình vẫn còn đang nghi ngờ về cái đường đi của mình. Nhưng mà càng đi sâu về cái con giòn này ấy, thì là bản thân của doanh nghiệp nói chung và bản thân của anh nói riêng là hiện tại con đường đi này nó vẫn đang rất là đúng đắn. Dạ. Khi mà nghe anh chia sẻ thì em nhận ra là khi mà doanh nghiệp của anh quyết định chăn nuôi con giòn này thì nó không chỉ mang lại cái hiệu quả kinh tế mà nó còn mang cái giá trị nhân văn nữa. Đúng rồi. Vậy thì tuy nhiên thì để mà có động lực để cho bà con chăn nuôi thì chắc chắn là nó cũng phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tốt. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái hiệu quả kinh tế của con này không ạ? Nếu như mà để cái lợi nhuận của con giòn này ấy, thì là trước khi đi vào chăn nuôi ồ ạt thì là bản thân của anh và bản thân doanh nghiệp ấy đã thử nghiệm và chăn nuôi ấy, thì là về đầu tiên là về cái vấn đề rủi ro. Đấy, và việc thứ hai là vấn đề đầu ra, và việc thứ ba là vấn đề lợi nhuận.
Đấy thì là sau một thời gian dài chăn nuôi thử nghiệm ấy thì bản thân doanh nghiệp thấy là cái con vật này ấy, là một trong những cái top đầu để chăn nuôi về cái ngành nghề chăn nuôi để đạt lại để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ như một đôi giòn bố mẹ hiện tại bây giờ. Đấy thì là sau khi đã trừ hết chi phí rồi thì là doanh nghiệp mà còn thu về được khoảng độ từ 30 cho đến 35 triệu trên một đôi trên một năm. Như bản thân doanh nghiệp anh thì đã cung cấp cái con giống ra ngoài thị trường cũng được khá là lâu năm rồi. Vậy thì cái giá giống hiện tại nó đang dao động trong khoảng bao nhiêu ạ? Cái giống của con giòn này thì là hiện tại thì bên doanh nghiệp đang xuất bán thì nó có bao gồm có 4 biểu giá. Đấy thì cái loại 3 tháng tuổi thì là bên doanh nghiệp đang bán là 8 triệu một đôi. Đấy và loại được 5 tháng tuổi thì là doanh nghiệp đang bán là 12 triệu trên một đôi. Đấy và loại hậu bị hay là nó được 7 đến 8 tháng tuổi đấy thì là doanh nghiệp đang bán là 16 triệu trên một đôi. Và bố mẹ nó đã sinh sản được 1-2 lứa rồi thì là bên doanh nghiệp đang bán là 22 triệu trên một đôi. Theo như em thấy thì cái con giòn này thì như anh chia sẻ, với lại khi mà em nghiên cứu thị trường thì em cũng biết là cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cũng rất là tốt như thế. Tuy nhiên thì vì nó là cái giống vật nuôi mới, chính vì thế nên là bà con, rất là nhiều bà con muốn chăn nuôi nhưng mà lại vẫn còn nhiều cái trăn trở đắn đo ấy. Nên là nếu như bà con mà lựa chọn mà chăn nuôi cái dòng vật nuôi này, nếu như bắt con giống của trang trại anh chẳng hạn, thì như đối với doanh nghiệp của mình thì có những cái chính sách hay là hỗ trợ gì để cho bà con có thể kiểm soát được cái chăn nuôi của mình để cảm thấy là mình chăn nuôi con này là lựa chọn đúng đắn và an toàn không ạ? Như anh cũng đã chia sẻ vừa nãy đấy. Thì tất cả là cái hiện tại thì là cái đầu ra của bên doanh nghiệp vẫn còn đang thiếu hụt rất là trầm trọng. Đấy, chính vì như vậy là bản thân của doanh nghiệp anh ấy cũng rất mong muốn là được liên kết với lại tất cả những hộ cá thể muốn chăn nuôi nào, hoặc là những hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nào muốn quy đổi, chuyển đổi để sang chăn nuôi cái loài vật nuôi này. Đấy thì cái việc thứ nhất là mình hợp tác, và cái việc thứ hai là trong cái hợp tác đấy thì là bản thân doanh nghiệp và bản thân hợp tác xã hoặc là bà con nông dân sẽ có một cái liên kết với nhau rất là chặt chẽ, để cái thứ nhất là được doanh nghiệp mà hỗ trợ bao tiêu tất cả những cái đầu ra đấy, và song hành cùng với đấy ấy, thì là tất cả những cái kỹ thuật đấy thì là sẽ được bên doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con từ lúc đầu chăn nuôi cho tới khi được thu hoạch sản phẩm và xuất bán đến trả quay lại doanh nghiệp. Như vừa rồi anh có chia sẻ là cái hiệu quả kinh tế của con này nó mang lại cũng rất là lớn, mà cái giá giống của nó thì nó cũng chỉ tương đương với lại giá giống của trâu bò thôi, nhưng mà cái hiệu quả kinh tế thì nó, em thấy là nó cao hơn trâu bò rất là nhiều. Vậy thì cái chi phí về đầu tư thức ăn cho nó thì nó có tốn kém không ạ? Cái thức ăn cho nó ấy thì là trước khi nói về vấn đề thức ăn ấy thì là doanh nghiệp của anh ấy thì trước khi chăn nuôi cái loài động vật nuôi hoang dã này thì là bản thân doanh nghiệp cũng đã từng nuôi trâu bò rồi. Đạ. Và cũng có một vài trang trại chăn nuôi trâu bò với số lượng hàng vài trăm đầu con trên một trang trại. Đạ. Đấy, và cái việc đầu tiên ấy là cái anh thấy là cái nuôi trâu bò nó rất là vất vả. Cái hàm lượng cỏ để mỗi một con trâu bò ăn ấy thì nó phải tính ra hàng 4 đến 50 cân trên một đầu con trên một ngày. Đấy, và mình cần một số lượng đất để trồng cỏ rất là lớn, có khi thậm chí đến hàng chục ha. Đấy, nhưng mà cái hiệu quả chăn nuôi thì nó mang lại là nó không cao lắm. Bởi vì là như ngày xưa ấy thì anh nuôi là kết hợp với công ty CP. Đấy, nhưng mà vì nó không hiệu quả nên là anh đã quyết định là bỏ, bởi vì là cái hiệu quả mà khi mình thuê nhân công và cái tiền để cái tiền để mình chi phí thức ăn cho nó ấy thì nó cũng rất là lớn. Đấy, để thu hoạch được một con trâu ấy thì là tính trung bình ra sau khi đã trừ hết chi phí rồi thì lúc đầu ấy thì là mình ngồi mình tính thì nó là được khoảng 1 triệu trên một đầu con trên một tháng. Thế nhưng mà sau khi trừ những cái chi phí thức ăn đi rồi ấy thì là nó chỉ mang lại khoảng độ 200-300 nghìn, thậm chí là lúc nào mà thời gian nào mà được cao nhất thì là được 400 nghìn trên một đầu trâu trên một tháng. Và gần như là nó vất vả và nó không hiệu quả. Đấy, còn ngược trở lại thì khi chuyển đổi sang chăn nuôi cái con giòn này ấy, thì là cái thứ nhất là cái nguồn thức ăn cho nó thì là cái con giòn này nó ăn rất là ít. Đấy, nếu tính trung bình ra ấy, trên một đầu giòn ấy thì nó chỉ ăn trung bình khoảng độ 1.000 cho đến 1.200 trên một con trên một ngày thôi. Như con giòn này ấy, thì là nó có thể ăn được tất cả những cái loại rau củ quả. Và sau cái rau củ quả đấy thì là nó có thể ăn kèm thêm là
cháo thì là ở bên doanh nghiệp anh ấy thì tất cả những cái trang trại là họ sử dụng cháo là cháo trắng. Dạ. Đấy, và cái nguồn thức ăn rau củ quả ấy thì hôm thì là mình cho ăn su hào, hôm thì mình cho ăn bắp cải và hôm thì mình cho ăn khoai lang. Đấy, và như anh cũng đã nói thì là mỗi một con giòn ấy thì là trung bình buổi sáng ấy thì là nó sẽ ăn hết khoảng độ một củ khoai như thế này. Dạ. Đấy, một củ khoai như thế này bây giờ mua bên ngoài thị trường đấy là nó vào khoảng độ từ 5.000 cho đến 6.000 trên một cân. Mình mua những cái loại khoai rẻ đúng không? Đúng rồi. Và cái điều đặc biệt nữa ấy là bản thân của cái loài động vật nuôi hoang dã này ấy, nó có một cái ưu điểm còn lớn hơn cả cái vấn đề chi phí thức ăn, đấy là cái vấn đề dịch bệnh. Nếu để ngày xưa anh nuôi trâu ấy, thì là cái khâu phòng bệnh nó rất là vất vả đấy. Nếu như mà cơ quan hay là đoàn thể nào mà muốn vào tham quan ấy, thì có khi là phải ở bên ngoài trang trại để khử trùng, thậm chí đôi khi là có thời điểm dịch dã nó cao trào thì phải khử trùng hàng tuần thì mới được vào tham quan cái trại trâu đấy. Thế nhưng mà cái con giòn này thì là bản thân của nó đã là cái loài động vật nuôi đã là cái loài động vật hoang dã bên ngoài tự nhiên rồi, nên là cái sức đề kháng của nó còn tốt, thậm chí tốt hơn cả những cái con trâu con bò. Và cái ưu điểm lớn nhất ấy là nó sẽ không có cái dịch bệnh tràn lan như trâu bò, mà bản thân của nó chỉ bị bệnh cục bộ thôi. Nên chính vì như thế là mình rất là dễ xử lý, bởi vì nó không có nguồn lây lan nên là gần như cái rủi ro để nuôi con giòn này nó rất là thấp. Nhưng mà khi mà vào trang trại của anh Tính thì em thấy là hiện tại là mình đang áp dụng hai cái cách thức để làm chuồng cho con giòn đúng không ạ? Đúng rồi, nuôi con giòn này thì là nó có hai hình thức nuôi. Đấy là một là hình thức nuôi bằng những cái ô lưới kẽm như thế này. Và hai là mình có thể làm một cái chuồng nó rộng lớn lên để mình nuôi tập trung. Đấy, và cái kiểu ghép đôi và nuôi thương phẩm ấy nó cũng tương tự như thế này. Mình có thể sử dụng cái chuồng này hoặc là cái chuồng khoảng độ 2m2 hoặc là 3m2 để mình nuôi tập trung và mình ghép đôi như vậy. Anh có thể cho em đi vào với cái chuồng nuôi 2-3m2 không ạ? Ok, đây anh dẫn em vào. Với những cái ô chuồng 3m như thế này thì là mình có thể cho nuôi được bao nhiêu cá thể ạ? Như anh cũng đã chia sẻ thì là mỗi một ô chuồng như thế này thì là hiện tại thì anh đang ghép đôi. Và trên mỗi một ô chuồng nuôi như thế này thì là mình có thể cho vào 6 cá thể đực và 18 cá thể cái để cho nó ghép với nhau. Và cái kiểu ghép như thế này ấy, thì là bà con thì là tất cả những cái kỹ thuật và những cái bà con nào mới thì là cần phải lưu ý một chút. Đấy là sau khi những cái con giòn này mà nó đã ghép được đôi rồi thì bản thân của mình sẽ phải tách nó ra để cho nó nằm riêng ra một ô chuồng và để cho nó thời gian chờ đợi đẻ. Dạ. Có nghĩa là vậy khi nào là mình cái dấu hiệu nào để mình nhận biết được con giòn nó đã chuẩn bị lâm bồn để mình có thể tách ra? Cái con giòn mà lúc nào nó có chửa lên ấy thì bản thân của nó được khoảng độ từ 2 đến 3 tuần tuổi ấy, thì là cái thứ nhất là mình phải xách lên để kiểm tra vú. Đấy, và cái vấn đề thứ hai nữa là trong cái thời gian đấy thì là nó sẽ ngại giao tiếp với những cái con khác và nó sẽ thu mình lại một góc, thì là lúc ấy là bà con nên lưu ý là mình cần phải tách nó ra. Hôm nay thì em cảm thấy rất là may mắn vì là được gặp anh Tính và được cùng anh trò chuyện về cái mô hình chăn nuôi cái con giòn này của anh. Thì em chúc anh là ngày càng thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực chăn nuôi những cái con động vật hoang dã này ạ. Trên đây là những chia sẻ của anh Tính về giá giòn giống cũng như là cái hiệu quả kinh tế mà con giòn mang lại. Nếu như bà con nào đang có ý định hay là muốn tham quan học hỏi kinh nghiệm đến cái mô hình chăn nuôi con giòn này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Tính theo số điện thoại được ghim trên góc màn hình, hoặc đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ạ.